Hello, Mỹ Mô Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn. Đây cũng như là tiếp tục vào trong cửa hàng để cập nhật cho anh chị các bạn mình xe bên trong cửa hàng anh chị các bạn ơi. Số cùng tay xe tay ga. Đa số thì rất là nhiều khách luôn nha anh chị các bạn em mình. Và địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt với em Bình Dương nha anh chị. Hôm nay cùng với anh chủ cửa hàng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình nè. Xe hôm nay về rất là nhiều luôn nha anh chị các bạn ơi. Số điện thoại thì em có để trực tiếp trên màn hình đó. Anh chị các bạn mình có thắc mắc quan tâm mẫu xe nào quán lát em quay á, có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo trên góc trái màn hình nha anh chị ha. Bây giờ gặp anh Thắng ở đây. Dạ. Vâng, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em lại giới thiệu những mẫu xe tay ga đến anh chị em chia mình nhé. Thì bên cửa hàng em xe tay ga thì nhiều nhất là SH. Đó, nhiều nhất là SH. Mà giá cực kỳ là tốt luôn, có hỗ trợ trả góp luôn, bán ship online cho anh em mình ở xa. Anh em nào mà chốt được thì đặt cọc thì em sẽ gửi xe đi cho anh em mình nhé. Như anh em thấy đó, đủ màu luôn nhé. Rất là nhiều. Giá cũng cực kỳ là tốt. SH cao này 59 triệu là có xe, 58 59 triệu là có xe rồi. Dạ. Vâng. Là mình bắt đầu từ ở bên trong mình giới thiệu dài ra luôn đi anh. Ok đi, như vậy đi. Từ cái xe Vision. Đủ loại xe luôn nha anh chị em. Phía trong này có AB nè, Vario nè. Liberty, Janos, Vision luôn anh chị các bạn ơi. Vespa nữa. Đó. Đây. Cặp Janos mới cặp bến xong. Dựng lên để quay. Một con và Vision. Ok. Thì hiện tại thì những cái mẫu xe này thì bên cửa hàng cũng còn số lượng còn ít này. Ví dụ như là Vision cũng hết hàng, còn có con này thì anh em đổi xe nó 2017 giá là 20 triệu, nó còn chưa rửa luôn nữa. Để mai mốt sửa rồi sang đến đây là con này là con Janos phiên bản Limited màu xanh đen nhám, biển số 63. Con này thì khóa smart key cả nhà mình nhé. Cửa hàng bán với cái giá là 19 triệu 9. Mình hỗ trợ trả góp luôn anh. Đúng rồi, hỗ trợ trả góp thì nếu anh em cần hỗ trợ thì trả trước chừng 6-7 triệu đó. 6 đến 7 triệu. Dạ, nhận xe đấy. Khi đi anh chị em mình mua trả góp thì chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nhé. Rồi sang đến đây là con màu trắng. Con màu trắng này biển số 38. Con này giá thì rẻ hơn con này 1 triệu là 18 triệu 9 là cũng phiên bản Limited luôn nhé. Còn Vespa giờ còn hai con, một con này là con 2012 phun xăng điện tử máy IE đó, 14 triệu 9. Con này là biển số ở đâu nhỉ? Đấy, có mười mấy triệu anh em, mình có Vespa đi ha. 14 triệu 900. Biển số 60 Đồng Nai. Cái dòng Vespa thì tiếng nổ và tiếng đề nó là đặc trưng nhé cả nhà mình nhé. Có 14 triệu 900 thôi. Còn rẻ hơn chiếc xe đạp điện luôn. Đó, mà xe là thương hiệu Ý luôn nhé cả nhà mình. Rồi sang đây là con này là phiên bản 2015. Con này là máy 3V, hết xăng mất rồi. Biển số 74. Rồi con bên đây là con Liberty. Liberty phiên bản này là phiên bản S, là phiên bản thắng ABS đấy. Máy cũng rất là êm. Tất cả mọi chức năng đều là ok hết. Và giá của nó là chỉ có 24 triệu 900 thôi. Còn sang đến dòng AB thì hiện tại thì chỉ còn AB 125 mẫu này thôi, mẫu cũ này thôi. Như con màu đen nhám này biển số 69 khóa chìa 20 cuối 2017, con này là giá là 27 triệu 9 này, màu đen nhám này. Còn sang đến đây là phiên bản khóa smart key biển số 73, con này là cuối 2019, giá là 29 triệu 9. Rồi sang đây nữa là phiên bản cũng khóa smart key, con này là biển số 79 Nha Trang.
Về phần máy móc anh em mình cứ yên tâm nhé, máy bên cửa hàng có bảo hành cho em, cho anh chị em mình là 6 tháng. Đó. Quà tặng kèm theo thì có tặng nón và nhớt cho anh chị em mình luôn nhé. Hết bình. Rồi tiếp sang đây là con này biển số 95. Con này là khóa chìa nên đời cuối 2016 2017 thôi. Nhưng mà chất xe nó tuyệt vời lắm, nước sơn zin hết. Giá của nó là 24,9 triệu. Rồi, anh chị các bạn mình ngoài này là nhá. Vaio, Vaio thì còn có hai chiếc. Một chiếc biển số 61, giá của nó là 42,9 triệu. 150. Hết bình. Còn chiếc kế bên này á là biển số 60. Con này thì xuống bánh nhỏ. Xuống bánh nhỏ rồi. Đó. Con này thì giảm kịch sàn luôn, là giá là còn có 37 triệu thôi. 37 triệu là phiên bản 150. Rồi. Thế còn ngoài ra thì có mấy mẫu SH Mod này. SH Mod thì cũng đang được giảm giá rất sâu luôn. Rất là nhiều SH Mod luôn nha anh chị. Rất sâu luôn. Rồi con đầu tiên giới thiệu cả nhà. Hết bình. Biển số 62 Long An màu trắng, giá là 45,9 triệu. Con tiếp theo con màu đỏ, con này là 53,9 triệu, là phiên bản khóa Smart Key, rồi ABS là cuối 2020. Đó, phiên bản ABS nhé, đỏ Sport. Ok chưa? Rồi sang đến đây, khóa Smart Key biển số 63. Con này giá của nó là 48,9 triệu. Rồi tiếp sang đây nữa, con này biển số 62, 49,9 triệu, khóa Smart Key luôn. Cái này là mẫu, này là mẫu 2019, 2020 hết rồi cả nhà mình nhé. Tất cả mọi chức năng đều là ok hết nhé. Rất là đẹp nha anh chị các bạn. Rồi có màu xanh nữa kìa. Đó, đủ màu rồi, anh chị các bạn lựa luôn nè. Màu xanh nhám biển số 69, giá 45,9 triệu. 45,9 triệu thôi. Ok. Nó yếu bình. Xe cứ để không chạy á thì nó bình nó sẽ bị hao. Nó hết bình nhá cả nhà mình nhá. Rồi con này là biển số 72 Vũng Tàu. Con này là màu xanh đá. Con này là 2020 luôn. Giá của nó là 52,9 triệu. Rồi. Rồi tiếp theo sang đây. 48,9 triệu. Là phiên bản màu xám lông chuột. 48,9 triệu cho cả nhà mình nhé. Rồi sang đây nữa là phiên bản cao nhất bây giờ là 64,9 triệu. 64,9 triệu. Con này thì nó mới giờ đó, công nghệ mới nhé cả nhà mình nhé. Rồi sang đến đây là con này nữa, biển số 76 mà giá của nó là chỉ có 43,9 triệu thôi. Xe thì máy móc êm zin ạ. Rồi mình sẽ qua khu vực bên đây anh chị các bạn. Ok, sang đến bên đây thì có SH. Đây giới thiệu từ ngoài này vào đi. Dạ. Đây. Thì con này là màu hồng này. Biển số 68. 2016, 150 2016. Xe máy chạy cực chất luôn, xe rất là đẹp. Giá chỉ có 59,9 triệu là đã có một em như thế này và 150 luôn. Dạ. 150 luôn chị. Là giá vậy, giá rất là rẻ luôn. Rất là mềm ấy. Rồi sang đến bên đây là một con 300i. 300i biển số 59, biển số Sài Gòn. 300i này thì anh chị em mình muốn ký ủy quyền hay là muốn rút hồ sơ gì cửa hàng đều hỗ trợ hết nhá. Tất cả là đều là ok hết. Đó, giá là 69,9 triệu. Con này thì đăng ký 209 nhá. Nó là đời 209 nhá. Đó, 209. Ok.
Rồi sang đến đây là mẫu mới SH150 mẫu mới 2021-2022 cả nhà mình. Hơi bụi. Như giá con này 150 ABS giá là 93.900. 93.900 cả nhà mình nhé. 150 ABS. Nó cũng không khác gì một chiếc xe mới cả. Không thay bất chạy đâu nha anh chị em mình. 2021. Rồi sang đến đây là một con màu xanh cánh trả hay là gọi là màu xanh kim tuyến cũng được. Đó là cũng là 150 ABS luôn. Đó, 150 ABS. Ốc tán còn 7 màu luôn cả nhà mình. Đó, màu xe tím cực titan luôn nhé. Chị. Màu tím titan. Màu tím titan. Đó. Đó, màu xanh cánh trả gọi sao cũng được. Giá của nó là 102 triệu. 102 triệu. 150 ABS nhé. Rồi sang đến phần LED 2 tầng ở đây nữa. Cũng là màu trắng luôn. Con này biển số 66 Đồng Tháp. Cuối 2019. Con này giá của nó là 88.900 nhé. 88.900. Con này ơ đo có 8.000 cây thôi. Nói chung là 8.000 cây thì 8.000 cây thì anh chị em mình khỏi phải suy nghĩ về phần máy móc rồi. Tiếp sang đây là màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột thì con này là giá 89.900. 89.900. Rồi sang đến đây là phiên bản ADV 2022 xe mới. 82.900. Xe mới luôn cả nhà mình. Em bọc này sợi chảy. ADV này là bao nhiêu cc anh? Con này là 150. 150 à. Phiên bản ABS đây kia đầy đủ. Phiên bản đủ. Rồi ok. Rồi sang đến đây là có một con BCX. BCX thì con này nằm lạc loài ở đây. Nói chung là nó mới lắm. Xe cuối 2018 thôi. Mà xe chạy có hơn 3.000 cây số. Xe cực kỳ là mới. Cam đoan đúng đồng hồ nhá, chứ không có tua gì hết cả nhà mình. Xe màu đen anh chị ơi. Màu đen. Đẹp lắm. Nói chung là nếu anh chị em mình mà kết cái dòng BCX này xem là ưng liền. Xe thì nó không có một lỗi nhỏ nào hết cả. Biển số 60 Đồng Nai. Còn mấy hàng này thì để giới thiệu sau. Còn rất là nhiều. Rất là nhiều xe anh chị các bạn. Xe mô tô với lại xe số cùng tay đều có đủ luôn đó. Để giới thiệu cho anh em sau. Rồi tiếp theo là SH. Bây giờ là đến một hàng màu đỏ. Đấy, một hàng màu đỏ đây. Còn đầu tiên 64.900 là 150. Phiên bản 150 nhé cả nhà mình nhé. Rồi màu đỏ LED 2 tầng tiếp theo nữa. Con kia là con xin giới thiệu với cả nhà nè. Nói nhanh quá. Này là mẫu 150 là full áo Ý nhé. Đấy, yeah. Full áo Ý là như thế nào thì bây giờ thì nó như này. Nó có quay có thể là cho anh em mình thấy nó rõ hơn. Hình dung dễ hơn. Mọi ngày nói chung là nó khá chật cho nên là chỉ là quay phần đầu. Có cái mảo phía trên này thì các bạn. Với lại là có hấp gió bên hông này ha. Gió này, rồi là đèn này. Đèn trên này, đèn dưới này. Tất cả mọi cái thì nói chung là nó khác hết. Bô bọc nguyên bản là như thế này ha. Rồi sang đến đây là 150 ABS mà LED 2 tầng. Con này giá chỉ có 83.900 thôi. 83.900 là anh chị em mình đã sở hữu. Con này là cuối 2018 là 150 ABS rồi. 150 ABS. Còn tiếp theo sang đây là mẫu 2021-2022. Con này 125, giá là 72.900 cả nhà mình. 72.900. Rồi, sang lên đây là phiên bản cũng full áo luôn, lên áo Ý luôn. Full áo Ý. Để xem nào, con này là 61.900 2015. Là 125 nhá. Rồi sang đến đây tiếp theo nữa. 60.900 thôi là anh chị em mình đã sở hữu được một chiếc SH như này rồi. Và ví dụ anh em mình mà trả góp hàng này thì chuẩn bị cho em từ 18 cho đến 20 triệu là nhận xe thôi. Đó, rất chi là dễ. 18 20 triệu là có xe đi rồi. Ok chưa? Rồi sang đến đây là con này biển số 62 cũng là full áo Ý luôn. Full áo Ý con này 69.900.
69.900 là 150 2015 full nguyên một dàn áo đó, đẹp nhé. Rồi tiếp theo sang đây nữa lại một phiên bản led 2 tầng 2019 cũng 69.900, con này mang biển số 65 Cần Thơ 65B2 311 30, 8 nút đẹp. Đó, 8 nút ok chưa? Rồi sang đến đây là 150 cũng 2019 ABS luôn. Con này ơ đo có mấy ngàn cây số thôi, 7.000, giá của nó là 88.900 thôi cả nhà mình, 88.900 nhá. Đấy. Rồi ok, nguyên bản luôn anh chị. Tiếp tục là xuống khu vực phía dưới là màu trắng. Là màu trắng đây. Màu trắng biển số 94 cuối 2016 62.900, khóa smart key. Máy móc zin êm. Đó. Ok chưa? Thoải mái mình thao lựa luôn nha chị các bạn. Rồi tiếp theo nữa là con này là màu trắng lên áo Ý luôn. Màu trắng lên áo Ý, con này có giá là 63.900, khóa smart key, hai cuối 2016 nhé. Ok chưa? Rồi tiếp theo sang đây nữa là con này giá của nó là 61.900 nhé, 61.900 cũng là cái đó là cũng là full áo Ý nhé cả nhà mình. Rồi 86.900, nó như một chiếc xe mới. Ôi, kính đèn ở trong veo đấy. 150 ABS luôn, con này biển số 61, biển số 61. Rồi sang đến con bên đây cũng là led 2 tầng và cũng là 150 ABS luôn, 2019 giá 86.900 cả nhà mình. Rồi kế tiếp vào đến đây cũng là 150 ABS biển số 60 Đồng Nai, con này cuối 2018, lung linh, em phải nói về cái từ lung linh, xe không có một lỗi nhá, giá của nó là 89.900, còn rẻ hơn sang đây ạ. Chỉ có 69.900 là anh em mình đã có rồi. 69.900 nhá cả nhà mình. Đó. Ok chưa? Rồi tiếp sang đây. Con này là biển số 93 SH 150 phun xăng điện tử đời 2007. Màu trắng, nó hết mất bình. Giá chỉ có 49.900. Rồi sang kế bên đây nữa là con này mới về xong. Biển số 66G1 ABS luôn, con này là 125 ABS, bán cho anh chị em mình là 71.900 nhé cả nhà mình nhé. Đó là led 2 tầng mẫu cũ. Anh chị mình có nhu cầu quan tâm SH có thể cứ trực tiếp đó chị, cửa hàng để mình lựa xe nha anh chị, rất là nhiều luôn ấy. Rất là nhiều luôn à. Đây con này thì xe mới, bây giờ thì không biết bán giá nào luôn, lỗ quá rồi bỏ qua. Đây rồi 88 là biển số, nhưng mà con này thì đang rút hồ sơ, giá là 66.900, led 2 tầng nhé cả nhà mình. 66.900 là có một chiếc như này rồi đó, SH màu đen, máy móc êm zin, xe một đời chủ. Rồi con thứ hai màu đen nhám, con này cũng có hồ sơ rồi, giá của nó là 58.900, và con thứ ba nữa là 59.900. Đó, con này thì gốc ngoài Bắc, em sẽ rút hồ sơ cho anh em mình nhé. Ồ cũng hết bình luôn. Ok chưa? Ồ, chuyển qua bên đây là màu đen nhám mà led 2 tầng, con này là biển số 63P129382. Cái này là phiên bản 150 CBS, giá là 76.900. Con đó là full áo Ý.
Tiếp tục rồi sang con này nữa là full áo Ý. Con này là màu đen bóng, giá 63.900, khóa smart key là cuối 2016-2017 rồi cả nhà mình nhé. Rồi tiếp theo sang đây nữa, con này là biển số, có biển số 77, giá là 61.900. Đó, 61.900 ở máy êm zin. Rồi con màu đen ngoài này nữa là con này biển số con này có hồ sơ rồi, giá là 68.900, là phiên bản 2018 nhé cả nhà mình, 2018 full áo Ý. Con này còn đang dán keo nguyên con luôn. Rồi tiếp tục rồi, xuống đến phần dưới đây có một con Vespa. Con Vespa này là đời 2019, giá của nó là 48.900 nhé cả nhà mình nhé. Biển số 61, tiếng khóa này kia gần đầy đủ hết đấy. Vespa máu đèn vô, có nhiều anh em mẫu mới, mẫu mới cái này là ABS rồi nhé. Vespa Spring. Rồi sang đây tiếp tục lại là SH màu xám lông chuột. Con đầu tiên 61.900, 2015 125. Con thứ hai 60.900, 2015 125 luôn. Con thứ ba 59.900, 2014 125 luôn. Rồi sang đây là con màu xanh, xanh mực, con này là 61.900, đời 2015. Và con màu xanh nữa là con này là 150, 2018, giá là 79.900. Rồi 150 màu xanh, con này thì 206 SHI 150 phun xăng điện tử, 48.900. Còn ngoài ra thì còn rất là nhiều những dòng xe khác nhé, như xe côn tay, xe mô tô. Thì, rất là nhiều xe nha anh chị em mình. Ok, để hẹn anh chị em mình ở cái video tiếp theo. Còn video này thì em xin phép dừng tại đây. Anh chị em mình cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em, nhắn tin Zalo cho em. Có gì thì em trả lời. Ok, em xin chào cả nhà mình nhé. Dạ, cảm ơn anh. Đó, và anh chị các bạn mình có cần dòng xe nào có thể trực tiếp liên hệ qua số Zalo nha, hoặc đến địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt với em Bình Dương nha anh chị các bạn. Và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn ở video tiếp theo.